Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 11 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay cho em hai clip. Clip đầu tiên chúng ta đã nắm được về phần đường thẳng, vuông góc, mặt phẳng rồi. Nó có hai trường hợp đúng không? Vuông góc và không vuông góc. Và cái phần 2 đó chính là góc nhị diện. Ta đã biết cách xác định được thế nào là góc nhị diện và cái cách tính số đo của góc nhị diện rồi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái việc mà xác định được cái góc nhị diện em nhé. Góc nhị diện để từ đó chúng ta sẽ tiến hành tính toán để chúng ta làm cho chính xác. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em các bài tập. Ở trong đây cái phần này người ta cho bài tập rất là nhiều và dài các em ạ. Ví dụ như ở bài số 1 này tới 3 câu này thì bài này không thể nào mà ngắn được, giải rất là dài. Thậm chí là cái bài này có khi là thầy giải trong một clip á. Tôi cứ quay từ đâu hay từ đó em. Ví dụ nó tầm khoảng hơn 10 phút thì thầy sẽ quay tiếp bài số 2 và tầm khoảng 20 phút thì thầy sẽ dừng lại bài số 1. Bài số 2 quay trong clip sau nha. Tùy theo thời lượng của mỗi bài thôi. Rồi, cho hình chóp SABCD có SA thì vuông góc với mặt phẳng đáy này. Và cái ABCD này là hình thoi cạnh A. Và ở đây chúng ta có cho thêm là cái đường chéo AC là chúng ta cũng bằng A luôn. Nhớ hình thoi á, tính chất hình thoi thì thường nó có những cái đặc tính chất như sau này. Một là hai đường chéo của nó sẽ vuông góc. Hai là các cạnh hình thoi cũng sẽ bằng nhau. Được chưa nào? Và mỗi cái đường chéo hình thoi đó chính là cái đường phân phân giác. Nhớ không thầy như vậy. Vậy thôi. Thì bây giờ thầy cũng sẽ vẽ hình ra. Thì thầy đã nói rồi, cái hình thoi á, hình thoi thì khi chúng ta vẽ ở trong không gian thì chúng ta phải vẽ nó chính là hình bình hành, chứ không thể nào mà vẽ hình thoi được nha. Ta sẽ vẽ hình bình hành. Đây, được chưa nào? Ở đây người ta nói là SA vuông góc mặt đáy, nên từ đây, từ ngay chỗ đây là A đúng không? Ta sẽ vẽ đứng lên để thể hiện nó là vuông góc. Như vậy đây là đỉnh S, đỉnh của chóp A, B, C và D. Từ cái đỉnh này chúng ta sẽ kéo nối xuống với B, với C, với lại D. Ủa gì vậy? Hết mực à? Anh à, hết mực thiệt. Chờ thầy lấy cái bút khác nha. Đây em, thầy lấy cái bút mới này. Thầy luôn luôn có một cái hộp bút Doraemon sẵn em. Cứ cây nào hết mực là vứt đi. Rồi chúng ta sẽ lấy cây khác. Nói chung một năm mà thầy chắc phải là ram, tính bằng ram giấy luôn em, mà gọi là tính bằng thùng giấy á. Người ta bán giấy cho thầy A4 mà người ta khiếp luôn mà. Thực sự em là như nó làm gì mà ông làm gì mà ông in dữ à? Nếu mà in giáo án thì chắc năm còn 1 đến 2 gram giấy cùng. Ở đây thì chơi hẳn luôn cả cái thùng em, trong cái thùng đó nó tới 4 đến 5 gram giấy, mà 1 gram giấy là tầm này này, khủng khiếp. Còn bút Doraemon thì chắc cũng phải 2 đến 3 hộp. Rồi ok, câu A này người ta yêu cầu các em tính góc nhị diện, số đo góc nhị diện B, SA và C. Ủa cái này thì trong phần luyện tập 3 các em nhớ. Chắc chắn luyện tập 3 chúng ta nhớ đúng không? Luyện tập 3. Đây. Luyện tập 3 phía bên đây này. Đây này, thầy nhớ không nhầm. Đây. Luyện tập 3 nó cũng là BSAC này, nhưng mà đấy chúng ta đây là hình hình vuông. Đấy. Cái góc của nó là thầy đã chỉ em ở trong phần luyện tập 3 rồi. Có phải không em? Như vậy này, thầy nói lại này. Để xác định được cái góc nhị diện của B này, SA này và C thì chúng ta phải làm sao đây? Như vậy thì cái bờ của chúng ta ở đây chính là SA. Mà SA ở đây là vuông góc với lại AB. Đúng không? SA ở đây vuông góc với AB. Và C thì chắc chắn ở đây chúng ta sẽ nói A với C lại. A với C lại. Người ta cho ở đây hình thoi cạnh A, ở đây A và ở đây A và A. Thì AC ở đây người ta cũng cho cái em A luôn. Cái này không phải thầy tự cho nhé. Người ta đây, người ta có cho cái em ACA có mục đích trong đó nghe. Tại sao thầy nói mục đích của nó này?
Tí thầy nói mục đích sau, bây giờ thầy xác định góc nhận diện của BSAC thế nào. BSAC. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy SA. SA thì vuông góc với lại AB. Và SA cũng vuông góc với lại AC. Như vậy cái góc nhận diện của BSA và AC đó chính là góc BA, BAC. Như vậy đây chính là góc BAC. Được nào? Nếu như nó là hình vuông thì chúng ta đã xác định được cái góc BAC, cái góc A này sẽ bằng 45 độ, tại vì nó là hình vuông. Nhưng ở đây nó không phải là hình vuông, nó là hình thoi. Nó là hình thoi, các em thấy này, cái tam giác ABC là tam giác gì? À, cái tam giác ABC có cạnh, ở đây là AB bằng BC và bằng AC là đều bằng A, thì chứng tỏ nó chính là tam giác đều. Nó là tam giác đều thì chứng tỏ ba cái góc, góc A, góc B và góc C ở đây bằng bao nhiêu độ? Sẽ bằng 60 độ. Như vậy cái góc nhận diện của ta đây sẽ bằng 60 độ. Xong, chúng ta chỉ việc lập luận cái tam giác ABC này là tam giác đều. Mà để lập luận tam giác ABC này là tam giác đều rất là dễ. Chúng ta chỉ việc chỉ ra là đã có AB sẽ bằng BC và bằng AC, thì tam giác ABC sẽ là tam giác đều. Nên là cái góc BAC sẽ là bằng 60 độ. Hay nói cách khác, cái góc nhận diện BSAC sẽ bằng 60 độ. Xong, câu A. Đơn giản như đang giỡn vậy thôi. Các em hiểu không? Đấy, tiếp tục nha. Chúng ta sẽ đi sang ở cái câu B. Ok chưa? Ở câu B thì người ta yêu cầu như vậy em. Tính số đo góc nhận diện BSAD. BSAD. Ồ, cái này thì nó rơi vào câu A của phần luyện tập A. Cái này dễ. Tại vì SA ở câu B này. Ở đây là BSAD. À, chúng ta thấy này, có phải SA, SA đây có phải vuông góc AB không? SA đó chính là cái bờ D. Còn AB đây tương ứng đó chính là OX. Còn AD đây chính là tương ứng là OY. Các bạn, như vậy thì SA đây cũng vuông góc với lại AD. Như vậy thì cái góc nhận diện tạo bởi BSA và D thì đó chính là góc BA, BAD. BAD. Như vậy theo em thì BAD đó chính là góc gì các? Vì cái anh tứ giác ABCD đây chính là hình thoi, thì tam giác này là tam giác đều, thì tam giác phía bên đây cũng là tam giác đều. Em nhìn nè, ABC hồi nãy chúng ta đã nói rồi, AB bằng BC bằng AC nó chính là tam giác đều. Thì cái góc ở đây, đây thầy ký hiệu xíu đây cho em đây dễ nhìn, cái góc này bằng bao nhiêu độ? Bằng 60 độ. Tương tự như mà cái tam giác ACD, ACD thấy không, có phải AC bằng CD và bằng AD không, bỏ cạnh đi bằng A. Như vậy cái tam giác này cũng là tam giác đều, như vậy cái góc này cũng sẽ bằng bao nhiêu độ? Bằng 60 độ. Như vậy cái góc BAC sẽ bằng hai góc này cộng lại, 60 cộng 60. Như vậy đây sẽ bằng là 120 độ. Xong. Để thôi. Tại vì nó chính là hai tam giác đều. Ok chưa? Hiểu chưa? Rồi. Chúng ta sẽ đi sang ở cái câu C. Gì đây? Biết SA là bằng A. Tính số đo góc giữa đường thẳng SC với mặt phẳng này. Trời ơi nó quá dễ các em. Thì chúng ta chỉ việc xác định để tính gì? Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Nó có hai trường hợp. Nhớ này, nếu như người ta yêu cầu các em tính góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng ABCD thì hãy nói nhanh giùm thầy cái góc nó sẽ tạo ra bằng bao nhiêu độ? Nó sẽ tạo ra là bằng bao nhiêu? Nó sẽ tạo ra là bằng 90 độ, tại vì nó là góc vuông. Nhưng ở đây SC là một cái đường chéo. Cái đường chéo lên mặt phẳng này thì chắc chắn ta phải xác định được cái hình chiếu của nó. Các em hiểu nào? Chúng ta phải xác định được cái hình chiếu của SC trên mặt phẳng ABCD. Như vậy bây giờ chúng ta nhìn này. Thầy ghi ra đây SC để chúng ta thấy này. Bây giờ S thì hình chiếu của nó trên mặt phẳng ABCD là thằng nào? Đó chính là A. Tại vì SA nó vuông góc mặt này, chứng tỏ A này chính là hình chiếu của S trên mặt phẳng ABCD. Như vậy hình chiếu của SC, S trên mặt phẳng này đó chính là A. Còn hình chiếu của C, hình chiếu của C trên mặt phẳng ABCD thì chính là nó luôn, đó chính là C. Như vậy thì cái góc tạo bởi giữa đường thẳng SC và mặt phẳng ABCD thì chúng ta SC thì chúng ta cũng vẫn ghi là SC. Còn hình chiếu của nó trên mặt phẳng ABCD đó chính là thằng nào? Đây chính là thằng AC. Như vậy SC và AC thì cách nhau tại đó. SC và AC thì cách nhau tại C. Cách nhau tại C này.
Như vậy thì cái góc tạo bởi giữa SC và cái mặt đáy ABCD đó chính là cái góc này. Đó. Đó chính là góc C này, đó chính là góc SCA. Được chưa? Như vậy chúng ta có là SA thì vuông góc mặt đáy ABCD thì chứng tỏ SA này sẽ vuông góc với AC. SA vuông góc với AC nên là cái tam giác SAC sẽ vuông tại đâu? SAC sẽ vuông tại A. Góc nó nằm ở đây, vuông ở đây thì chứng tỏ SC này sẽ là cạnh huyền. Góc nằm đây thì cạnh SA này sẽ là cạnh đối, AC sẽ là cạnh gì? AC sẽ là cạnh kề. Như vậy góc nằm đây ta biết đối, biết kề và góc thì ta sử dụng tan. Tan của góc C này sẽ bằng là đối là SA chia cho kề là AC là A. Như vậy A chia A là bằng 1. Đúng nào? Như vậy chúng ta có tan của góc SCA sẽ bằng cái gì? Tan sẽ bằng đối chia kề này. Đối chúng ta là SA, kề chúng ta là AC. Tại vì vuông tại A nên là SC này sẽ là cạnh huyền. Mà cạnh huyền người ta đâu cho đâu, chúng ta không quan tâm. Ở đây chúng ta đã có cạnh đối chúng ta là SA và cạnh kề chúng ta là AC là bằng A. Như vậy tan là bằng SA chia AC. Như vậy ở đây A chia A là bằng 1. Như vậy tan bằng 1 nên cái góc này sẽ bằng bao nhiêu độ? Sẽ bằng 45 độ. Còn bạn nào không biết á, để mà cách bấm tại sao tan bằng 1 bằng 45 độ thì anh chỉ luôn nè. Chúng ta sẽ bấm shift tan. Ta ghi số 1 ở đây, đóng đơn lại. Đây, độ này 45 độ. Nếu các em không thuộc các giá trị đặc biệt á thì thầy chỉ luôn là như vậy. Được chưa? Ok. Rồi, 45 độ ha. Thì chúng ta đã hiểu cái bài này chưa? Cái bài này nói chung cũng dễ không khó, tại vì cái bản thân câu A và câu B á là người ta đã cho ở giống ở trong phần luyện tập 3 rồi. Nhưng mà nó chỉ thay thế bởi cái đáy thôi. Cái đáy nó là cái thằng là hình vuông, còn thằng này là hình thoi thôi. Nhưng mà bù lại người ta đã cho các em một cạnh ở đây AC. AC đây nó đã cho là A thì mọi việc nó trở nên rất là dễ dàng luôn em. Chúng ta không phải sử dụng tan, sin, cos hay các kiểu cả. Nhưng mà các em nhớ là trong một số trường hợp chúng ta cũng phải sử dụng định lý cosin nha các em nhé. Phải sử dụng định lý cosin ở trong chương trình lớp 10 chúng ta được học rồi. Khi chúng ta biết hai cạnh kề và góc chính giữa của nó, chúng ta sử dụng định lý cosin các em nha. Thầy nói trước có một số bài ở trong cái bộ sách Chân Trời Sáng Tạo thì người ta sử dụng định lý cosin rất là nhiều. Tại vì những bài đấy thường những bài nâng cao ấy. Bài nâng cao. Được chưa? Ok. Đây. Thầy chuẩn bị sẵn cho em này. Hình vẽ này. Nhớ đây là A. Thằng này A, thằng này A. Thằng này A và thằng này cũng A. Và thằng này cũng A luôn. Đó, để chúng ta biết, để chúng ta tính toán nha. Câu A này. Thầy lập luận rồi. Nói hết nước bọt luôn á, khang cổ luôn em. Thay vì thầy không biết thì thầy sẽ in sẵn, nhưng mà thầy nói để chúng ta cảm nhận, khi chúng ta nghe là chúng ta sẽ hiểu cái góc nhị diện nó được tạo ra như thế nào và cái cách tính góc nhị diện đó không phải làm lụi đâu các em nha. Không có cơ sở hết trong đó. Toán mà nói làm lụi thì thôi bó tay á. Môn gì có thể lụi được, ví dụ môn văn thì có thể mô tả con gà nó như thế này, nó như thế khác được, cho nên nó toán này mà nói làm lụi thì thôi thua, không thể lụi được đâu em. Câu B em, kiếm nhìn tại câu B. Câu B ở đây bằng 120 độ, nó nằm trong gọn trong màn hình, thấy không? Tại vì hai tam giác đều, mà tam giác đều thì mỗi góc của nó sẽ bằng là 60 độ, hiểu không nào? Đấy. Rồi ok, ta sẽ đi sang câu C nha, câu C. Câu C này em. Thấy câu C này. 45 độ ta sử dụng tan SA chia cho AC. Được chưa? Thầy quan sát thì nó tầm khoảng 15 phút thì thầy có thể quay cho em bài số 2 được. Tuy nhiên là do thầy cũng có công việc đột xuất em nên thầy phải ra bên ngoài rồi. Nên bắt đầu từ bài số 2 trở đi thì thầy sẽ quay cho em trong cái clip sau. Chắc thầy sẽ quay cho em 2 clip nữa thôi. Bài 2, bài 3 1 clip. Và cái bài 4, 5, 6 sẽ là 1 clip em nha. Clip hôm nay tới đây kết thúc em. Chúc em học tốt. Bye bye. Ok. Rồi, xin chào.
chào các em ủng hộ cái kênh nha.